Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review nước hoa của thương hiệu Lush. Thì đây là một cái thương hiệu đến từ Anh Quốc, và nếu như bạn nào chưa biết thì có thể search Google để rõ hơn các thông tin về cái thương hiệu này. Và cái thương hiệu này thì họ làm chủ yếu là về đồ mỹ phẩm, đồ skincare, và với một cái tiêu chí đó là toàn bộ nguyên liệu của họ đều là nguyên liệu từ thiên nhiên, và nước hoa của họ cũng không ngoại trừ. Thì trong cái giới chơi nước hoa và những anh em chơi nước hoa của mình ấy, thì bọn mình luôn luôn đánh giá cao những cái sản phẩm nước hoa của nhà Lush này. Tại vì so với tầm giá mà các bạn bỏ ra thì các bạn nhận được một cái mùi hương khá là tốt. Và đây là 5 mùi hương mà mình lựa chọn ra sử dụng mùa hè khá là ok của cái thương hiệu Lush này. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là đó là những chai nước hoa nào nhá. Trước khi đến với vị trí số 5 thì mình cũng nói luôn về giá của những chai nước hoa ở đây. Trên đây thì có những cái chai 100ml và những chai 30ml, và có một chai là chai body spray. Thì những chai 30ml này nó có giá, nếu như các bạn order nó rơi vào khoảng tầm dưới 1 triệu đồng. Còn với chai body spray này, 200ml này thì nó cũng có giá dưới 1 triệu đồng. Và những cái sản phẩm này thì nó hơi khó kiếm ở Việt Nam, nên các bạn có thể order trực tiếp từ hãng, hoặc là các bạn có thể order qua thằng cô em Nguyễn Phúc của mình, một thanh niên rất là giàu chơi, rất là sở hữu rất là nhiều chai diptych cũng như là những cái sản phẩm này. Các bạn có thể tham khảo đường link ở phía dưới nếu như các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm này nhá. Chúng ta cùng nhau đến với vị trí số 5, đó chính là Sun. Thì đây là một cái mùi hương mà mình xếp ở vị trí số 5. Lần này thì mình xếp theo cái vị trí đó là độ thích tăng dần. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Sun này ra thì các bạn nhận thấy rằng là một cái mùi ngọt của cam. Nó giống như kiểu những cái quả cam sành của Việt Nam vậy, nhưng mà những cái quả cam ở đây thì nó có phần hơi chín. Thì nếu như là thường anh em mua cam ấy thì sẽ là mua những cái quả cam nó xanh vỏ, còn những cái quả cam ở đây thì mình nghĩ rằng là nó là những cái quả cam bắt đầu chuyển sang loại đoạn hơi bị chín quá rồi. Nó như kiểu là cái nước cam mà khi các bạn vắt ra ấy thì nó bị pha loãng với nước lọc rồi, nó không thêm đường mà nó bị pha loãng với nước lọc rồi đó. Thì cái mùi hương này nó có thêm một chút đắng, một chút xanh nữa của vỏ cam nữa. Và khi dry down thì nó có thêm một chút bột. Nó khá là giống với chai Oresan Guy của nhà Atelier Cologne. Thì mùi hương này mình cảm giác là nó là cái phiên bản nhẹ hơn khoảng tầm 5 lần. Mùi hương này khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy là nó rất là nhẹ, mỏng, và các bạn có thể nhận thấy luôn là nó sẽ bám tỏa rất là kém. Mùi nó ở trên da mình tầm 1 tiếng thôi là mình phải đưa lên hít thật kỹ mới có thể ngửi thấy, và tầm 2 tiếng sau khi xịt thì gần như là không ngửi thấy gì nữa. Và đó cũng là cái lý do vì sao mà mình để em nó ở vị trí số 5 chứ không phải là những vị trí khác. Và mùi hương này thì có nên mua hay không? Thì với cá nhân mình ấy, nếu như bạn thừa tiền và bạn thích cái mùi cam sành sành kiểu như vậy, kiểu nhẹ nhẹ như vậy thì các bạn có thể mua chơi, hoặc là các bạn mua để các bạn xịt kiểu nhiều shot. Chai này chắc phải xịt tầm 20 phát thì mới ok. Còn nếu như mà để khuyên các bạn là chai này phải mua thì mình nghĩ rằng là đây không phải mùi hương nhất thiết phải có. Nhưng mà nếu mà thừa tiền mua vui, chai này cũng rẻ mà, thì các bạn có thể thử trải nghiệm qua Sun. Ở vị trí số 4 nó chính là Dirty. Thì các bạn đã nhìn thấy là nó có một cái tem khá là khác chai Sun. Tại vì chai Sun thì nó là tem bản mới, còn chai Dirty này nó có cái hình kiểu hoạt hình như này, thì đó là bản cũ. Và trên thị trường hiện nay thì hầu như chỉ còn bản này thôi, và họ bán tại store thì toàn là bản này, bản của Sun. Còn nếu bạn mua bản này thì là bản vintage đó. Thì cái mùi hương này các bạn nghe tên thì nghe có vẻ rất là bẩn đúng không, nhưng mà mùi hương thì nó lại hoàn toàn trái ngược lại. Khi các bạn xịt cái mùi hương của Dirty ra thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là một cái mùi rất là chân thật. Các bạn thấy là nó có một cái nét cực kỳ xanh và đắng rất là rõ, nó sộc thẳng vào mũi các bạn và cảm giác rất là mát lạnh. Cái nét xanh và đắng đây nó còn có nó còn tạo ra cái hiệu ứng ướt nữa. Và rồi khoảng tầm 5-10 phút thôi thì các bạn nhận thấy có mùi the rất đặc trưng của bạc hà. Nó như kiểu là các bạn đi vào trong một cái vườn đất mà trong đó trồng rất là nhiều những loại rau khác nhau, trong đó có cái mùi kiểu ngái ngái đến từ rau mùi này, rồi the đến từ bạc hà, một chút đất ẩm như kiểu vừa mới tưới xong vậy. Thì nó tạo nên một cái hình ảnh vô cùng chân thật, vô cùng gần gũi. Và cái mùi hương này khi xịt ra thì cảm giác rất là lạnh cả sống lưng luôn. Chắc chắn là nếu như bạn nào ngửi qua một vài lần đầu, các bạn cảm thấy là nó có một cái nét rất là giống những cái loại kem đánh răng mà như kiểu Colgate, và sử dụng những cái nốt hương, những cái hương liệu như là bạc hà ấy, thì các bạn thấy là nó có một cái phần giống đến như vậy. Và mùi hương này thì từ đầu đến cuối là một cái mùi rất là xanh, rất là mát và the. Nên là em này sử dụng rất là tốt vào mùa hè, và Mình đảm bảo là nếu như các bạn xịt cái mùi hương này ấy, thì các bạn sẽ không đụng hàng với bất cứ ai khi mà sử dụng những cái chai quá là phổ thông. Mùi này đảm bảo là không đụng hàng luôn. Và có một cái điều mình rất là thích nữa, đó là mùi hương này nó bám rất là tốt khi mà trên da mình tầm hơn 8 tiếng đổ ra vẫn có thể ngửi thấy mùi của Dirty này. Nên là mùi này thì chắc là sắp tới mà các bạn nào thích một cái mùi mà để đi tập gym hay là kể cả đi hoạt động nhiều ấy, thì đây vẫn là một cái lựa chọn vô cùng tốt, không đụng hàng, rẻ mà lại rất đặc biệt. Mình vừa đi hỏi tên chai nước hoa các bạn, mình không biết đọc tiếng Anh lắm. Thì vị trí số 3 đó chính là Calacas. Thì đây là một cái mùi hương làm theo cái xu hướng là đồ ăn, nhưng mà không phải là những chiếc bánh vani hay là những cái đồ ăn gì khác, mà nó là một cái viên kẹo oishi vậy. Đó, là nếu như bạn nào thích cái viên kẹo oishi thì các bạn phải mua mùi hương này nha. Thì cái viên kẹo oishi thì mình nghĩ là bây giờ chắc là ít nhà ăn lắm, chủ yếu là để ở những cái quầy lễ tân ấy, thì họ kiểu để cho khách đi ra đi vào kiểu ăn để khử mùi ở miệng, hay là kiểu không có tiền trả lại thì họ sẽ bày trên một cái rổ. Đó, thì cái mùi hương này nó rất giống như vậy. Thì các bạn xịt ra thì bạn thấy là mùi ngọt của kẹo cam này, một chút ngọt kẹo cam, và cái vị chua rất là sắc đến từ chanh. Và cái nét chua này thì nó tồn tại rất là lâu, khoảng tầm 2 đến 3 tiếng ở trên da. Và nó cứ kiểu nếu như bạn không tinh mũi thì các bạn sẽ không nhận thấy mùi hương có độ biến chuyển. Thì gần như là nó toàn là mùi kẹo chanh oishi thôi, và nó kiểu nó dày hơn cái mùi kẹo chanh rất là nhiều. Không tin thì các bạn cứ mua cái mùi kẹo chanh về, mua kẹo chanh oishi về và mua cái mùi hương này các bạn xịt, thì các bạn xem là có giống nhau không. Nếu mà không giống thì cứ bình luận cho mình biết ở phía dưới nhá. Right now về sau của chai nước hoa này thì nó còn có một chút hoa nữa, nó sẽ làm cho cái nét sắc của chanh nó dịu xuống và làm cho mùi hương nó mịn màng hơn. Và em này thì nó bám tỏa rất là ok. Mình có xịt 3 mùi với nhau khi mà mình lấy những cái sản phẩm của nhà Lush này về, thì mình xịt 3 mùi với nhau, và gần như rằng là mình chỉ khi mà mình làm việc mà để tay xa này để đánh máy này thì mình chỉ có ngửi thấy mùi hương của Calacas thôi. Nên là đây là một cái mùi hương có cái xu hướng kiểu kẹo chanh, kẹo oishi và bám tỏa rất là tốt. Và mình nghĩ là mùi hương này cũng khá là unisex, nên là cả nam lẫn nữ chỉ cần là thích cái mùi kẹo chanh như vậy thì các bạn có thể sử dụng đồ em này rất tốt, và lưu khoảng tầm 8 đến 10 tiếng. Wow, quá đỉnh luôn. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm body spray. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là nó có thiết kế trông giống cái lọ nước xịt phòng một cách kinh khủng. Mà đây là mùi mận nhá, mùi mận cực kỳ ngon luôn. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó có một cái mùi rất là giống một quả mận mọng nước. Nhưng mà quả mận ở đây thì không phải cái loại mận hậu, mận có cái ruột màu đỏ của Việt Nam đâu, mà nó giống những quả mận mà mận tím to ở Trung Quốc ấy, mà ruột nó màu vàng ấy. Và khi các bạn cắn ra nó rất là mọng nước, mùi hương thì nó có phần mỏng hơn so với mận Việt Nam rất là nhiều. Và khi dry down xuống ấy thì các bạn nhận thấy là có thêm những cái nét ngọt đến kiểu cảm giác như kiểu của cam, của đào vậy. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy rằng là có một cái mùi xuyên suốt từ đầu đến cuối là một cái mùi mận. Mở đầu thì nó có cái nét kiểu hơi kiểu sủi kiểu soda ấy, còn về sau thì cái nét soda đấy, cái nét sủi đấy mất, thì chỉ còn lại là cái mùi ngọt của cam và của đào, của mận thôi. Thì đây là một cái mùi hương vô cùng đáng yêu và phải nói là rất là dễ thương. Đây, xịt luôn, xịt như ẩm nước xịt phòng luôn. Thì mùi hương này nó sẽ rất là phù hợp để cho các bạn sử dụng hàng ngày luôn cũng được. Những mình nghĩ là những bạn nào theo phong cách kiểu đáng yêu, áo kiểu hoa lá cành, xong rồi kiểu mà dễ thương nào đáng yêu thì xịt mùi hương này ok. Xịt văn phòng cũng rất là tốt. Nó chỉ có một cái điều là nó bám tỏa hơi kém, nhưng mà với cái dung tích 200ml này, theo cái giá của đằng cu em order của mình là tầm 700-800 nghìn hay là 900 nghìn đấy cho 200ml này, thì các bạn có thể tự tin đóng cho mình 20 shot, thậm chí là 30 shot kiểu bắn khắp người để cải thiện về cái độ bám tỏa của mùi hương này. Nên là nếu như thích mùi mận nhá, và muốn một cái mùi lúc nào kiểu nhẹ nhàng mơn mởn ở trên da thôi, thì chắc chắn là không để bỏ qua Long Friend này. Và vị trí số 1 mình muốn giới thiệu tới đó chính là Dior Zone. Và đây cũng là chai nước hoa mà mình thích nhất. Và sau khi mình xịt thì mình bảo là em này hoàn toàn có thể sử dụng được vào những ngày hè, đặc biệt là những ngày hè mưa. Và có thể nói đây là mùi nặng đô nhất ở trong 5 mùi ở đây. Và khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy một cái mùi kiểu đinh hương thì đinh hương nó sẽ mang lại một cảm giác cay, ấm và cảm giác hơi ẩm ẩm. Thì cái mùi, cái nét cay và ấm ở đây thì nó sẽ khác với những cái nốt hương như là điêu. Khi mà cái điêu thì bạn này là nó cay và khá là sắc và nó khá là nồng. Còn với cái vị cay của ớt thì nó lại có một chút kiểu cảm giác mịn mịn và hơi xanh nhẹ một chút. Còn ở đây thì là mùi cay ấm và ẩm ẩm chút. Anh em nào mà hay nấu ăn ấy thì anh em sẽ thấy rằng là nó khá là giống những cái mùi ở trong những cái gói ngũ vị hương của Trung Quốc mà khi các bạn gọi là làm ướp vào đồ ăn để các bạn nướng lên vậy, nó sẽ có nét giống như vậy. Và rồi dần dần thì các bạn đã nhận thấy được thêm những cái nét, đó là cái cảm giác kiểu hơi ngọt ngọt này, khô khô và hăng hăng đến từ gỗ. Nó như kiểu là một cái hình ảnh mà các bạn đi vào, các bạn xem những cái bộ phim ở nước ngoài khi mà họ có những cái ngôi nhà ở trong rừng, ngôi nhà gỗ ở trong rừng ấy, thì các bạn thấy rằng là các bạn hình dung là một cái bức ảnh, đó là bức tranh, đó là cái ngôi nhà ở trong rừng kiểu vừa mưa xong rồi. Cái ngôi nhà gỗ đấy thì nó sẽ hơi ẩm nước, ở bên trong thì nó có một cái lò sưởi và cái củi nó đang cháy, kiểu cháy hết, là chỉ còn hơi hơi kiểu bốc lên một chút khói thôi. Và một cái chút nét ngọt và đắng đến từ, mình đoán là từ cà phê đó. Thì đây là một cái mùi hương mà mình khi mà mình xịt ra, mình lúc nào cũng phải đưa lên mũi để hít. Nó mang lại cho mình một cái cảm giác rất là an toàn. Nó không phải là cái nét an toàn như kiểu là các bạn có thể sử dụng đa dụng hàng ngày, mà cái nét đây là các bạn có thể thả lỏng được bản thân. Mùi hương nó mang đến một cảm giác rất là kiểu thoải mái, dễ chịu. Ngửi phát thì các bạn như kiểu là mình đang ở một nơi mà mình có thể là mình ấy. Đấy, đúng kiểu như vậy. Mùi hương này thì nó sẽ có cái xu hướng hơi kiểu cổ điển, hơi kiểu trung tuổi và có một cái nét gì khá là hoài niệm. Và nó sẽ kiểu phù hợp với những cái ngày mà kiểu trời mưa, các bạn ngồi một mình ở nhà hay là ở ban công kiểu ngắm mưa, nhâm nhi cách tách cà phê ấy. Nên là kiểu chill chill kiểu như thế. Nên là mình rất là khó để có thể miêu tả được cái bức tranh mà cái mùi hương này nó vẽ lên. Nên là các bạn cứ hãy thử. Chai hoa này mình nghĩ rằng là nếu như các bạn nào mà thích cái kiểu sống chậm chậm một chút, kiểu thích những cái mà mình vừa miêu tả ấy, thì các bạn nên thử qua Dior Zone này. Đây là một mùi mình đánh giá rất là hay và thậm chí rằng là nó rất là rẻ, và chắc là mình cũng sẽ phải order được em Phúc và chấn của nó chai này luôn. Và vừa rồi là gợi ý và review nhanh của mình về 5 mùi hương có thể sử dụng vào mùa hè của nhà Lush này. Thì không biết là các bạn nào đã sở hữu qua những cái chai nước hoa nào khác của nhà Lush này chưa? Thì các bạn hãy cứ bình luận ở bên dưới và chia sẻ cảm nhận cho mọi người cùng biết. Đừng quên việc like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!